Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ở Việt Nam đó đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi Và trong video này đó cũng như thường lệ Thuần dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái thông tin cuối tuần với các bạn Cũng như là chia sẻ một số những cái sự kiện chúng ta cần phải lưu ý đến trong tuần này Và cũng như là một Chủ nhật trên Thuần dành thời gian để mà cùng các bạn trung bình giá cái account demo ở uh, con và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một cái sự kiện đặc biệt đó chính là Thuần sẽ dành thời gian để mà quay thưởng cho những những bạn đã tham gia vào kỷ niệm 6 năm của kênh đã có rất nhiều các bạn ủng hộ và tham gia những chương trình ở trên Facebook, ở trên Twitter, ở trên YouTube và những người nào mà đã tham gia ủng hộ bằng cách là mua ví ở trên store dotthuncapital com với chữ lạnh treasure và ledger thì đây là một cái phần quà nho nhỏ, nhỏ thun muốn gửi đến cho các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức bốc thăm trúng thưởng vào cái phần cuối của video này Đầu tiên hết thì giờ chúng ta đã biết là tuần vừa rồi một tuần mà đây sôi động có rất nhiều những thông tin tài chính. Tuần này đó thì nó ít sôi động hơn các bạn. Chủ yếu tuần này chúng ta sẽ chú ý đến hai cái thông tin. Thứ nhất đây chính là cái thông tin liên quan đến cái chỉ số việc làm đến từ công ty tư nhân ADP và chúng ta đã thấy được là cái tháng vừa rồi đó thì ước tính đã có thêm 497.000 việc làm nhưng mà trong cái ước tính của tháng này đây chỉ có 173.000 mà thôi các bạn nói chung đó con số nó là thay đổi rất là nhiều rồi cũng vẫn còn có thêm việc làm nhưng mà các bạn thấy là tốc độ đã giảm xuống nhưng mà điều quan trọng hơn đó cái mà Fed quan tâm nhất đi chính là phần trăm thất nghiệp các bạn và chúng ta sẽ có cái thông tin đó vào ngày thứ sáu của tuần này đó chính là cái chỉ số unemployment rate phần trăm thất nghiệp của Hoa Kỳ và ước tính bây giờ là 3.6% các bạn có nghĩa là sẽ tương đương với lại cái tháng vừa rồi đây vẫn là một cái ước tính rất là thấp luôn và tới thì đến bây giờ đây thì chúng ta thực sự là muốn có nhiều cái thông tin tốt liên quan đến tình hình kinh tế Hoa Kỳ chúng ta đã rời khỏi cái thời gian khó hiểu là tin tốt thành tin xấu và tin xấu thành tin tốt chúng ta bây giờ đã chuyển lại bình thường là tin tốt là tin tốt và tin xấu là tin xấu các bạn cho nên chúng ta muốn có nhiều cái thông tin liên quan đến cái phần trăm thất nghiệp ở Hoa Kỳ thấp chúng ta cũng tiếp tục muốn thấy được là chỉ số phần trăm lạm phát CPI tiếp tục giảm nữa các bạn Tại vì chỉ cần như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa Và coi như đây có thể là cái đợt tăng lãi suất cuối cùng rồi các bạn Cái đợt mà họ vừa tăng tuần vừa rồi Nếu như mà chúng ta không có thấy phần trăm lạm phát tăng ngược trở lại đó Thì coi như chúng ta đã xong Khi nào mà có thêm thông tin liên quan đến phần trăm lạm phát Tôi sẽ chia sẻ nhanh chóng với các bạn à, Chúng ta cũng đã thấy là cuối tuần này đó Thì cái logo của công ty Twitter đã thực sự thay đổi rồi các bạn Chúng ta đã biết là tuần vừa rồi đó Thì công ty Twitter chính thức trở thành X và chúng ta cũng đã thấy là ở trên trang web đó, thì logo đã đổi và ngày hôm nay đó như mà nào mà sử dụng ứng dụng trên điện thoại thì các bạn sẽ thấy được là cái logo cũng đã đổi từ con chim xanh thành cái logo X rồi các bạn và ngay cả ở cái trụ sở chính của Twitter các bạn sẽ nhìn thấy trên màn hình cũng đã thay đổi rồi các bạn thấy được là cái logo đã đổi thành chữ X và có đèn sáng như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nói chung đó, thì Elon Musk đã nhanh chóng chuyển đổi công ty này thành x.com các bạn và cái kỳ vọng là biến cái ứng dụng này đã không chỉ riêng là một cái ứng dụng mạng xã hội là Twitter trước đây nữa mà sẽ kết hợp mạng xã hội với lại nhiều thứ khác giống như là muốn trở thành một cái super app và có những cái dịch vụ tài chính ở trên đó và crypto có đóng vai trò gì ở trong cái ứng dụng x.com này hay không thì chúng ta sẽ biết sớm mà thôi đã có rất là nhiều những cái dấu hiệu cho thấy được là Elon Musk sẽ tích hợp Twitter vào trong cái ứng dụng này nhưng mà bây giờ vẫn chưa rõ thông tin khi nào mà có thông tin thông sẽ chia sẻ nhanh chóng với các bạn và nói với giá cả đó thì các bạn đã thấy là giá BTC hiện bây giờ mức là 29.248 cả cuối tuần này đó cũng rất là im lặng các bạn và chúng ta đương nhiên vẫn nằm ở trong phạm vi là từ 29.000 tới 31.000 mà chúng ta đã ở trong vòng hơn một tháng qua rồi cho nên cuối tuần này đó, về phương diện giá cả thì cũng không gì là đặc biệt hết các bạn chúng ta có thể nhìn thấy là trong vòng 24 giờ qua đó thì về Allcoin thì có xanh có đỏ nhiều đỏ hơn là xanh các bạn nhưng mà chúng ta nhìn vào tổng số bốn hóa đó, thì thật sự cũng không thay đổi nhiều tổng số vốn hóa trong vòng 24 giờ qua đó thì xuống 0.9% các bạn nhưng mà vẫn hơn 1,2 nghìn tỷ BTC thì giảm 0.6% Ether thì giảm 1.3% và những năm lớn khác đó thì cũng giảm tương tự như là BTC và Ether các bạn chúng ta chỉ có Dogecoin thì giảm 3.5% mà thôi nhưng mà Dogecoin đó trong vòng một tuần qua thì vẫn tăng 8.6% các bạn một phần là tại vì rất là nhiều người họ vẫn đang mong đợi là Elon Musk sẽ chia sẻ một cái gì đó liên quan tới Dogecoin và công ty X.com Địa điểm của Elon Musk thì vẫn để là các bạn thấy là có cái logo X và cái logo của đồng Dogecoin Thì cái kỳ vọng của mọi người đó vẫn là đang chờ đợi Elon Musk đưa ra một cái thông tin gì đó liên quan tới Dogecoin Tại vì từ lúc mà Elon Musk thu mua Twitter đến bây giờ đó thì thật ra rất ít nói tới Dogecoin Có phải chúng ta sắp sửa nghe được một thông tin gì lớn đến từ X.com hay không Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi và trước khi chúng ta tiếp tục nói tới một số những cái thông tin nổi bật cuối tuần này đó thì Thuận muốn cảm ơn các bạn đã chúc mừng sinh nhật của Thuận ở trên Twitter, ở trên Facebook và ở trên những mạng xã hội. Tại vì các bạn đã biết đó là cái kênh này với sinh nhật của Thuận nên thì có cái sự gắn liền tại vì cái kênh Thuận Capital này là được bắt đầu một ngày sau khi sinh nhật của Thuận năm 2017. Cho nên năm nào cũng vậy đó Thuận cố gắng kết hợp cái sinh nhật của mình với lại cái sinh nhật của kênh để tổ chức một cái gì đó và năm nay cũng không ngoại lệ. Chúng ta sẽ cùng nhau bốc thăm trúng thưởng một lát nữa. Nhưng mà hôm nay đó cũng là một ngày đặc biệt các bạn Không những là riêng là sinh nhật của kênh hay là của Thuần Mà cũng là sinh nhật của Ethereum các bạn Ethereum đó đã bắt đầu vào năm 2015 Mạng lưới của Ethereum đã chính thức hoạt động vào ngày 30 tháng 7 năm 2015 các bạn Cho nên hôm nay cũng là sinh nhật của Ethereum Và đây là sinh nhật lần thứ 8 của Ether các bạn Ethereum mới đây thôi đó Thì đã 8 năm rồi Và ở trên không các cầu đó họ cũng đã đưa ra một cái tấm hình các bạn để cho chúng ta thấy được là giá cả của Ethereum ở cái ngày sinh nhật của mỗi năm đó là bao nhiêu các bạn thì đương nhiên mới đầu đó chúng ta đã thấy là Ethereum không có bao nhiêu giá trị hết đó. giá của một token là dưới một đô la như các bạn thấy đã nhanh chóng đó, từ năm 2015 lên tới năm 2016 thì giá đã là 13 đô rồi các bạn tôi nhớ cái lúc mà thuận tham gia một crypto đó, đó lúc đó thuận mua Ethereum thì chỉ là khoảng chừng 10 đô la thôi các bạn Bây giờ đang nhìn lại các bạn thấy được là wow, Ethereum bây giờ là gần 2.000 đô mà thu mua 10 đô la thì lợi quá nhiều Nhưng mà thật ra lúc đó các bạn thu mua 10 đô la thì uh, thường lại nghĩ là mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rồi Tại vì đã có nhiều người mua được Ethereum năm 2015 đó, lúc đó giá từ chỉ có mấy cent mà thôi các bạn Trong khi mà thường lại mua tới cái mức là 10 đô la thì cảm thấy bỏ lỡ rất nhiều rồi Và đó cũng là cái cảm giác mà khi mà thường bắt đầu thu mua BTC Và khi thu bắt đầu thu mua BTC đó năm 2017 thì giá lại tăng lên rất là nhanh và thường cảm thấy là là wow mình đã mất cơ hội rồi BTC đó trước đó chỉ có là không tới 100 đô mà thôi nhưng mà tới lúc mà thuận bắt đầu thu mua số nhiều ra thì đã là giữa năm 2017 các bạn giá của BTC đã tính theo ngàn đô rồi nghĩa là 2 ba ngàn đô thì lúc đó thuận cũng có cảm giác là chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rồi nhưng mà chúng ta thấy là sau này lại nhìn thấy được là wow cái tâm nhìn chúng ta thực sự là quá nhỏ chúng ta không có mờ đủ lớn các bạn tại vì khi mà BTC khoảng chừng là vài đô la thì không ai nghĩ là nó sẽ đạt được tới 100 đô la rồi lúc mà đạt được 100 đô la thì không ai nghĩ nó sẽ đạt được 1.000 đô la rồi lên tới 10.000 đô la rồi lên thì còn số lớn hơn nữa Ethereum cũng vậy các bạn nhiều người đó thì họ không có thể nào tưởng tượng được lúc mà Ethereum 13 đô năm 2016 đó thì họ không thể nào tưởng tượng được một ngày nào đó Ethereum có thể đạt được cái mức cao có nghĩa là năm 2021 đó các bạn lúc đó giá của Ethereum đó là 4 878 đô các bạn 4.878 đô chỉ trong vòng vài năm mà thôi. Ngày hôm nay đó thì các bạn đã thấy là giá Ethereum là 1.862 đô. Bây giờ có thể nhiều người cảm thấy là đã mất đi nhiều cơ hội rồi nếu như mà mua Ethereum mức này thì cao quá. Nhưng mà có khả năng sau này chúng ta nhìn lại đã thấy là wow 1862 đô thật rất đẻ đối với mạng lưới của Ethereum Thời gian sẽ có câu trả lời Và khi các bạn nhìn vào lịch sử giá của Ethereum Chúng ta sẽ thấy được là có rất là nhiều điểm giống với lại giá của BTC Chúng ta đã thấy giá của Ether đó cũng đi theo chu kỳ Chúng ta có cái chu kỳ giống như là năm 2017 đó Thì giá của Ether đã đi từ khoảng chừng là 10 đô la Mà kết thúc của đầu năm 2018 đó, thì đã lên tới cái mức là khoảng thường nhớ 1.400 đô la rồi sau đó cũng đi vào mùa đông thời điểm đó và giá Ether đã, giảm xuống chỉ còn có 80 đô la năm 2019 thôi các bạn và từ đó đã tăng lên tới khoảng chừng là 4.000 đô la năm 2021 và tới bây giờ là mươi mốt đô thì khi mà các bạn zoom ra đó nhìn vào biểu đồ của Ethereum từ lúc mà bắt đầu tới bây giờ thì các bạn thấy được là có rất nhiều cái điểm giống so với lại biểu đồ của BTC Đây là một trong những cái đồng altcoin mà thật sự có thể tiếp tục theo được BTC về cái phương diện là mỗi chu kỳ đó thì mỗi đạt được một cái đỉnh cao hơn và cái mức thấp đó lại được nâng lên theo thời gian tương tự như là BTC và đây là một đồng mà Thuận cũng đã yêu thích rất nhiều năm rồi các bạn đã biết là những năm khó khăn nhất như là năm 2018-2019 thì có cực kỳ nhiều những bài viết liên quan đến Ethereum đã nói về Ether đã lỗi thời, Ether đã không thể nào phát triển được nhưng mà Thuận vẫn tin tưởng các bạn và cái lòng tin vào Ethereum đã cuối cùng cũng không có làm cho Thuận thất vọng các bạn giá của Ether đã đạt được một cái đỉnh cao mới cao hơn là nhiều người tưởng tượng các bạn và các bạn nào mà tham gia Thuận Capital nhiều năm thì cũng đã biết là năm 2021 đó cái sự lợi nhuận nhiều nhất đến là từ Ethereum chứ không phải là từ BTC mà chiều đời thường có nhiều BTC hơn Ethereum nhưng mà lợi nhuận nhiều nhất trong cái đợt tăng trưởng đó chính là đến từ Ethereum. Hôm nay tôi muốn dành một vài phút để chúc mừng sinh nhật Ethereum và đối với là một đồng khác nữa đó nhiều bạn cũng quan tâm đó chính là Litecoin các bạn. Chúng ta chỉ còn khoảng chừng hơn 3 ngày nữa thôi là đã đến ngày Litecoin Halving rồi các bạn. Cũng tương tự như là BTC Litecoin Halving à, sẽ khiến cho cái số lượng Litecoin được đào mỗi lốc được giảm đi phân nửa các bạn Có nghĩa là sẽ từ 12.5 đồng Litecoin được tạo ra mỗi một lóc Giảm xuống còn 6.25 Và Litecoin là một đồng mà rất là giống như là BTC các bạn Về mã nguồn chỉ có là họ thay đổi tổng số lượng đồng thành 84 triệu thay vì BTC có 21 triệu mà thôi và mỗi một lóc của Litecoin đó là chỉ có khoảng chừng 2 phút rưỡi các bạn so với BTC là 10 phút cho nên Litecoin thì sẽ gấp 4 lần BTC nhanh hơn 4 lần về tốc độ mỗi lóc và tổng số đồng cũng nhiều hơn 4 lần các bạn nhưng mà nào quan tâm thì Litecoin mình sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày và 6 giờ nữa và chúng ta cũng đã biết là Bitcoin mình thì phải đợi tới năm sau khoảng chừng là tháng 4 của năm sau chúng ta mới có cái hiện tượng này xảy ra Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái thông tin liên quan tới công ty Apple các bạn Và chi tiết hơn đó nhưng mà nào mà theo dõi những cái sự kiện như là liên quan đến Twitter và Apple đó các bạn đã biết là công ty Apple Chính sách của họ là yêu cầu hoa hồng 30% À, có nghĩa là các bạn có một ứng dụng mà các bạn thanh toán trực tiếp sử dụng mạng lưới của apple đó thì 30% lợi nhuận sẽ vào túi của apple đó là cách mà họ kiếm tiền các bạn và công ty apple đó thì đương nhiên họ rất là bảo vệ cái cách kiếm tiền này nhưng mà một vấn đề xảy ra đó đối với lại crypto đó chính là công ty apple khi mà áp dụng cái chính sách này vào crypto đó thì nó lại không có hợp lệ các bạn tại vì công ty Apple đó thì họ lại nghĩ là mỗi lần mà các bạn mua NFT bán NFT các bạn sử dụng bất cứ ứng dụng gì ở trên nền tảng của Apple cho dù ứng dụng đó là crypto đi nữa đó thì cái phí các bạn trả giống như là phí trên mạng lưới Ethereum hay bất cứ mạng lưới nào đó thì công ty Apple xem đó là thu nhập của mạng lưới và họ muốn 30% của thu nhập đó Các bạn thấy được đây là một điều mà không những là không thể xảy ra mà cũng không hợp lý luôn các bạn Tại vì các bạn mua bán crypto, mua bán NFT, các bạn chơi những cái game mà có NFT Thì cái phí đó là các bạn trả cho mạng lưới Chứ đâu có phải trả cho một ai đâu các bạn Đây cũng không phải là thu nhập của một ai hết đó. Cho nên làm sao mà có thể chia 30% cho Công ty Apple được và cho dù muốn chia đi nữa đó thì cũng không có cách nào để chia hết các bạn tại vì đây là cái khoản phí gas mà thôi và vì lý do đó, đó chính sách của Apple gây khó khăn cho những công ty như là Coinbase các bạn Coinbase đó, thì ứng dụng của họ ở trên nền tảng Apple đã ngưng không có cho gửi NFT nữa vì lý do này và ngay cả những cái game mà có NFT như Axie Infinity cũng gặp nhiều khó khăn trên mạng lưới của Apple và chúng ta cũng đã thấy đó là Quốc hội Hoa Kỳ đã gửi một lá thư đến công ty Apple để mà bày tỏ lo ngại là chính sách của Apple đó có thể cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain, crypto và NFT à, và Apple sẽ có thời hạn tới ngày 14 tháng 8 để mà trả lời, coi như là cho họ khoảng chừng 2 tuần để mà trả lời những thắc mắc đến từ quốc hội các bạn. Không biết Apple sẽ trả lời như thế nào. Nói chung đó thì. À, không biết là công ty Apple họ muốn bảo vệ thu nhập của họ 30% này đó họ đương nhiên là sẽ bảo vệ tới cùng Nhưng mà cái mà họ đang làm bây giờ đó thì lại không có hợp lý khi mà áp dụng với lại phí gas các bạn Có thể là một công ty tập trung nào đó nếu như mà họ mua bán NFT trên một nền tảng có thu phí thì có thể là 30% của công ty đó Apple có thể áp dụng cái quy định này được, nhưng mà nếu như chúng ta nói tới là trực tiếp trên mạng lưới của Ethereum hay là trên bất cứ mạng lưới nào khác đó thì làm sao mà có thể chia 30% của phí gas cho họ được các bạn. À, hy vọng là công ty Apple có thể có một cái chính sách nó thả lỏng hơn và nó hợp lý hơn đối với thị trường crypto này. Và phần kế tiếp đó, trước khi chúng ta bước vào quay thưởng đó, thì Thuận muốn dành thời gian để mà cùng các bạn trung bình giá account demo mà chúng ta đã cùng nhau gây dựng ở trên CoinGecko. Các bạn đã biết là account này đã chúng ta đã bắt đầu vào ngày 4 tháng 4 năm 2022. Lúc đó đó thì BTC là 46.622 đô và Ethereum đó lúc đó là 3.514 đô các bạn. Và mỗi tuần đó chúng ta cùng nhau trung bình giá 100 đô la cho Ethereum 100 đô la cho BTC và đến thời điểm bây giờ mặc dù giá vẫn cách xa với cái mức chúng ta bắt đầu nhưng mà chúng ta vẫn đang có lãi là 20.26% hiện tại và chúng ta có lãi nhiều hơn khi mà chúng ta nhìn vào BTC các bạn tại vì đối với lại BTC đó thì cái mức trung bình chúng ta mua từ lúc đó tới bây giờ là 23.429 các bạn có nghĩa là đang lại 24.5% Ethereum đó thì cái mức trung bình chúng ta đã thu mua là 1.607 đô bây giờ vẫn lại là 15.48% và tuần này cũng không ngoại là chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá 100 đô cho BTC 100 đô cho Ethereum vào cái account demo này thì trước hết chúng ta hãy chung mình giá cho BTC các bạn ở mức là 29.222 này đó thì chúng ta có 100 đô cũng thật sự không mua được nhiều BTC các bạn không giống như lúc mà giá BTC chỉ có 15.000 chúng ta mua được gấp đôi lận cho nên khi mà chung mình giá đó lúc mà giá xuống là những thời điểm rất là tốt để mà chung mình giá dài hạn chúng ta có thể thấy được là 100 đô đó bây giờ chỉ có thể mua được 0.00342 BTC mà thôi các bạn Tôi sẽ bấm submit Rồi coi chúng ta cũng đã thành công trung bình giá cho tuần này Chúng ta sẽ tiếp tục cho lại tuần sau để mà trung bình giá Và đối với lại TVM đó thì cũng tương tự các bạn 100 đô Nhưng bây giờ chúng ta mua được ít Ether hơn Tại vì bây giờ giá Ether đã, đã gần như là 1.900 đô rồi Thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được là 0.054 Ether mà thôi Tôi sẽ bấm submit Và coi chúng ta cũng đã thành công trung bình giá Ethereum cho tuần này rồi tuần sau chúng ta lại sẽ tiếp tục trở lại chúng ta bây giờ hãy bước qua cái phần mà tôi nghĩ là nhiều bạn đã mong đợi đó chính là cái phần bốc thăm trúng thưởng cho cái sự kiện kỷ niệm 6 năm một chặng đường của kênh đầu tiên hết thuận một lần nữa muốn cảm ơn các bạn đã cùng ủng hộ thuận capital và đồng hành với thuận capital trong vòng bao nhiêu năm qua chúng ta bây giờ đã, đã chuẩn bị bước qua năm thứ bảy rồi và kênh thuận capital muốn tổ chức để trao tặng một số phần quà nhỏ nhỏ đến các bạn Sự kiện này thì diễn ra ở trên ba nền tảng Đó chính là trên Facebook ở trên Twitter và ở trên YouTube và đặc biệt đó những bài nào mà đã tham gia mua ví chữ lạnh của Thuần Capital cũng sẽ được thưởng 20 cái áo kỷ niệm cho những bài nào mà đã order thành công à, từ trước cho đến ngày 23 tháng 7. Các bạn chỉ cần là nhận áo vì các bạn đã mua ví rồi không cần phải làm gì hết. Thì ba cái sự kiện chính mà nhiều bạn tham gia đó chính là ở trên YouTube, ở trên Twitter và ở trên Facebook và có rất nhiều bạn đã ủng hộ tham gia và đặc biệt là ở trên Twitter. và Thuần sẽ chia sẻ lại những cái thông tin chi tiết liên quan đến sự kiện này ở phần mô tả của video có rất nhiều bạn đã tham gia thì thường rất là vui nhưng mà thường thấy là có nhiều bạn cũng có thể là không có đọc kỹ nội dung cho nên cũng đã comment trong những cái video cũ hơn và không để các bạn chờ đợi lâu nữa chúng ta bây giờ hãy bắt đầu từ YouTube đi thì đối với YouTube đó các bạn đã thấy là team của Thuận thì cũng đã lấy tất cả những comment hợp lệ và có rất nhiều comment các bạn đã tham gia các bạn đã thấy được là có tổng cộng tới 31.475 comment lận và trong đó đó thì bên Thuận Capital sẽ lọc ra các user các bạn thì để hiện cơ bản đó thì điều kiện lọc user là như thế này. Các bạn có tối thiểu là 10 comment đạt 3 tiêu chí sau đây sẽ được tính là hợp lệ để thêm vào danh sách quay thưởng. Ba cái tiêu chí đó là gì? Thứ nhất đó là tất cả comment dưới video được đăng tải từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đến ngày 28 tháng 7 năm 2023, tức là khoảng chừng 1 năm các bạn. Điều thứ nhì là các comment mới sau ngày 23 tháng 7 năm 23 trên các video từ ngày 23 tháng 7 năm 23 trở về trước đó thì không được tính các bạn tại vì nó không có hợp lệ. Điều này cũng đã được đề cập đến trong cái quy định các bạn. Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu thêm đó, thì cái quy định sẽ nằm ở phần dưới phần mô tả video này. Và cái tiêu chí thứ ba đó là mỗi user thì chỉ được tính tối đa là một comment trên mỗi video. Tức là bạn có nhiều comment trong cùng một video đó thì sẽ được tính là một mà thôi. Thì các bạn thấy được là trong tất cả những cái comment uh, thường vừa chia sẻ với các bạn đó là tới 31.475 comment hợp lệ Thì sau khi mà lọc những user hợp lệ rồi đó thì các bạn đã thấy là có tổng cộng là còn lại là 383 user hợp lệ Chi tiết hơn đó thì uh, cách tính như thế nào các bạn, tại vì các bạn thấy được là có nhiều bạn thường xuyên comment trên những video thường xuyên ủng hộ kênh thì những bài đó sẽ được tính như thế nào chứ nếu như mà mỗi bạn tính một vé thì cũng không có hợp lý thì cái cách tính cũng đơn giản thôi các bạn sẽ chia ra làm số vé nếu như mà các bạn comment từ 10 cho đến 49 thì các bạn sẽ có một vé nếu như các bạn comment trong khoảng thời gian đó từ 50 đến 99 comment thì sẽ được hai vé và cứ thấy tăng lên các bạn cho đến 1.000 comment trở lên thì sẽ được 12 vé thì hiểu đơn giản như mà nào mà đã thường xuyên ủng hộ kênh comment trên nhiều video trong vòng một năm qua trở lại đây đó thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có nhiều vé hơn và càng nhiều vé đó thì tỷ lệ trúng giải sẽ càng cao để thuận trở lại cái phần user hợp lệ này các bạn đã thấy là tổng cộng nó đã có 383 user hợp lệ và các bạn đã thấy là cái cột đi này đó thì đã để là mỗi một user này đó thì họ đã có bao nhiêu comment hợp lệ giống như chúng ta lấy bạn này đi thì thì bạn Tuấn Mai đã có tổng cộng là 91 khi mà quy ra vé đó thì các bạn sẽ thấy được 91 đó sẽ nằm ở từ 50 đến 99 có nghĩa là được hai vé và từ đó đó chúng ta quy ra cái danh sách quay thưởng tính theo số vé tổng số vé đó sẽ bằng tổng số user hợp lệ nhân cho số vé của mỗi user thì tổng cộng đó chúng ta đã có bây giờ là 553 vé các bạn và thêm vào đó thường sẽ sắp xếp ngẫu nhiên theo số thứ tự trước khi quay hai lần cho chắc ăn các bạn thì uh, cái cách mà thuần sẽ làm như vậy đó chính là thuần sẽ chọn cái cột b và c các bạn rồi uh, thuần sẽ lựa chọn là view more column actions rồi sau đó thuần sẽ bấm randomize range thì các bạn thấy được là cái youtube id và youtube name nó sẽ được thay đổi nhưng mà cái số thứ tự đó vẫn giữ nguyên có nghĩa là mọi thứ nó đã random rồi các bạn và thuần sẽ làm thêm một lần nữa để cho chắc ăn thêm một lần nữa thì mọi thứ lại một lần nữa thay đổi các bạn coi như đây là cái danh sách chúng ta sẽ dùng để mà quay thưởng cho youtube Tổng cộng các bạn đang thấy là có 553 vé Và những mà nào mà đã comment mình thường xuyên đó, thì sẽ có nhiều cái số vé hơn Thì cơ hội chúng các bạn sẽ cao hơn Và các bạn đương nhiên có thể trúng nhiều giải Nếu như mà các bạn có nhiều vé và các bạn may mắn Thì không để các bạn chờ lâu nữa Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi để mà quay thưởng Thì chúng ta đã thấy là có tổng cộng 553 vé Thường sẽ dùng cái uh, trang Wheel of Names Và thường nên để vào các bạn thấy thứ tự là từ số 1 dài cho đến số 553 các bạn đại diện cho 553 vé thì hôm nay đó Thuận sẽ bắt đầu bấm cái click to spin để xem coi là bạn nào may mắn đầu tiên và chúng ta để cho kịch tính thì sẽ bắt đầu từ cái giải kỷ niệm các bạn nghĩa là từ bên dưới này chúng ta sẽ từ từ quay cho đến giải nhì rồi tới giải nhất các bạn chúng ta sẽ có tổng cộng là 20 giải kỷ niệm mỗi giải đó sẽ nhận được một cái áo kỷ niệm đến từ Thuần capital Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu quay cái giải kỷ niệm đầu tiên Xem coi bạn nào là bạn may mắn đầu tiên Thì chúng ta hãy chờ xem coi là bạn đầu tiên sẽ là bạn số mấy Và đó là bạn số 522 bạn 522 các bạn Thì 522 sẽ là bạn nào 522 sẽ là bạn Diễm Uyên Nguyễn Ngọc Chúc mừng bạn Chúng ta hãy bắt đầu với bạn kế tiếp thì bạn thứ nhì sẽ là bạn số mấy? Bạn thứ nhì sẽ là bạn có ticket 321 thì 321 sẽ là bạn nào các bạn? Số 321 sẽ là bạn Thị Mai Nguyễn. Chúc mừng bạn. Bạn kế tiếp sẽ là bạn nào? Để giành được uh, một chiếc áo đến từ Thuận Capital thì uh, sẽ là bạn... có ticket số 186. 186 sẽ là bạn Vi Vũ. Chúc mừng bạn. Chúng ta hãy bắt đầu với bạn kế tiếp nữa. Đó chính là bạn có số ticket 523 Thì bạn có số ticket 523 chính là bạn Viha Plus Chúc mừng bạn Chúng ta hãy tiếp tục với bạn kế tiếp cho giải kỷ niệm này Và đó chính là bạn có ticket 338 Và bạn có ticket 338 sẽ là bạn toàn đổ chúc mừng bạn chúng ta bây giờ hãy tiếp tục với bạn kế tiếp và đó chính là bạn có ticket số 44 số 44 đó chính là bạn Hoài Thu chúc mừng bạn chúng ta hãy tiếp tục với bạn kế tiếp nữa chính là bạn có ticket 229 đó chính là bạn thiền toàn độ chúc mừng bạn và bạn kế tiếp sẽ là bạn số 75 thì bạn mà có ticket số 75 sẽ là bạn nào đó chính là bạn phú quý live chúc mừng bạn Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục. Và bạn kế tiếp là bạn có ticket số 207 và 207 sẽ là bạn Nguyễn Ngô Chiều. Chúc mừng bạn. Bạn kế tiếp sẽ là bạn số mấy? Và đó sẽ là bạn có ticket số 492 Và bạn có ticket số 492 Sẽ là bạn Hùng Hoàng Minh Chúc mừng bạn Và chúng ta hãy tiếp tục Bạn kế tiếp sẽ là bạn có ticket số 389 Và 389 đó chính là bạn Hiếu, chúc mừng bạn. Và coi như chúng ta cũng đã quay được 11 giải kỷ niệm rồi, còn 9 giải kỷ niệm nữa. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục uh, với bạn kế tiếp. Và đó chính là bạn có ticket có số 498 và 498 sẽ là bạn Sky Day. Chúc mừng bạn. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục. Và bạn kế tiếp là bạn có thiết kịch số 114. Và 114 sẽ là bạn <laughs> cái bạn, cái bạn, một cái tên cũng khá thú vị Đó chính là Vua Lì Đòn Gồng Lỗ Chúc mừng bạn Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục Với bạn kế tiếp Trong cái giải lưu niệm này tổng cộng chúng ta đã có 13 giải rồi Còn 7 giải nữa các bạn Và bạn kế tiếp sẽ là bạn có ticket số 131 Và 131 Sẽ là bạn Thế Bình Trương Chúc mừng bạn Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục với bạn kế tiếp Chúng ta chỉ còn có 6 giải nữa thôi cho cái giải kỷ niệm này. Và bạn kế tiếp là bạn có ticket 413 và 413 sẽ là bạn vật tư điện lạnh. Chúc mừng bạn. Chúng ta còn 5 giải kỷ niệm nữa. Để xem coi 5 bạn còn lại may mắn sẽ là 5 bạn nào. Đó chính là bạn có ticket 1 5 năm Và 1 5 năm sẽ là bạn Diễm Nguyên Nguyễn Ngọc Chúc mừng bạn Và bạn là người mà trúng lần thứ nhì Thôi thường thấy đây đó Bạn đã trúng lần đầu tiên Một cái áo và lại thêm một cái áo nữa Có nghĩa là bạn đã trúng được hai cái áo đến từ Thuận Capital Và chúng ta sẽ tiếp tục xem coi bạn kế tiếp may mắn sẽ là bạn nào Và bạn kế tiếp thì bạn có ticket số 6, thì ticket số 6. Chính là bạn Hoàng Việt 1, chúc mừng bạn. Chúng ta còn tổng cộng là 3 giải kỷ niệm nữa. Và ba bạn còn lại sẽ chúng giải kỷ niệm là bạn nào? Chúng ta sẽ tiếp tục có bạn có ticket kế tiếp đó chính là ticket số 82. 82. Đó chính là bạn Hoàng Đức, chúc mừng bạn chúng ta còn thêm hai giải kỷ niệm nữa chúng ta hãy bắt đầu đi và bạn sẽ trúng một trong hai giải kỷ niệm còn lại sẽ là bạn có ticket số 45 thì 45 sẽ là phu 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 chúc mừng bạn và còn một giải kỷ niệm duy nhất nữa hãy xem coi bạn nào sẽ là bạn may mắn cuối cùng trong giải kỷ niệm này rồi chúng ta sẽ bước qua giải nhì và giải nhất và bạn cuối cùng chúng cái giải kỷ niệm là bạn có ticket số 96 và 96 sẽ là bạn Dương Việt Anh. Chúc mừng bạn. Chúng ta bây giờ hãy bước qua với hai giải nhì thì mỗi giải đó sẽ được tặng một cây ví trà rô Model 1. Thì hãy xem coi là bạn đầu tiên may mắn chúng giải nhì sẽ là bạn nào. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục để mà quay xem coi số kế tiếp là số nào. Và số kế tiếp là số 138 Hãy xem coi là bạn nào có ticket 138 Và đó chính là bạn Vinh Phan Chúc mừng bạn, bạn là người đầu tiên đã trúng cái ví lạnh Trezor Model 1 trong cái event này Và còn một cái Trezor Model 1 trong cái event của Youtube nữa Bạn nào sẽ là bạn may mắn thứ nhì Chúng ta hãy xem xem bạn đó sẽ là bạn có ticket số mấy Và đó sẽ là bạn có thích kịch 183 Hãy xem coi là 183 Wow, cái đầu tiên là 138 cho bạn Và bạn thứ nhì này chúng cái trò Model 1 là 183 Thì 183 sẽ là bạn Mr. Ben Butt. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh và chúc mừng bạn và chúng ta hãy bước qua giải nhất đi các bạn Đây là giải mà sẽ nhận được một cái ví chữ lạnh Trezor Model T Hãy xem coi bạn nào là bạn may mắn trong cái event YouTube này Để có thể trúng thường được giải nhất với một cái Model T Và đó sẽ là bạn với ticket số 467 467 thì đó sẽ là bạn Hoàng Vinh. Chúc mừng bạn. Và đây sẽ là cái danh sách à, của những bạn mà đã may mắn trúng thưởng trong cái event liên quan tới comment ở Youtube à, trong cái sự kiện 6 năm một chặng đường của Thuận Capital. Thì những người nào mà đã trúng thưởng á, trong danh sách này thì các bạn cũng nên à, để ý tên của mình và các bạn à, có thể liên hệ với team của Thuận Capital bằng cách liên hệ thông qua cái à, Fanpage uh, Thuận Capital có nghĩa là các bạn sẽ tham gia thông qua cái trang này các bạn, không phải là cái trang tư nhân của Thuần. Tại vì uh, cái trang tư nhân của Thuần đó thì uh, Thuận có rất nhiều tin nhắn cho nên cũng không có thời gian để mà xử lý hết tất cả được. Nhưng mà trên cái trang Fanpage này có tổng cộng là 71.000 bạn theo dõi hiện tại đó thì uh, có cả đội team Thuận Capital trên đó để hỗ trợ comment của các bạn và những ai nào mà đã trúng thưởng đó mới đây thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp ở trên Fanpage để có thể uh, xác nhận và nhận thưởng và đương nhiên danh sách này cũng sẽ được công bố trên những mạng xã hội và đây chỉ là một trong bốn đợt quay thưởng mà thôi trong dòng những ngày tới đây anh thường sẽ tiếp tục quay thưởng với các bạn tại vì chúng ta còn sẽ quay thưởng cho Twitter quay thưởng cho Facebook và quay thưởng cho những bạn nào mà đã tham gia mua ví chữ lạnh từ store thuộc capital.com chúng ta sẽ tiếp tục quay thưởng trong những đợt kế tiếp đây chỉ là kết quả đến từ cái event ở trên YouTube mà thôi và những người nào mà không có tên trong danh sách trúng thưởng đó thì cũng không sao các bạn Các bạn vẫn còn cơ hội trong những đợt quay thưởng kế tiếp trong những ngày tới đây Khi mà Thuận bắt đầu quay thưởng cho Twitter, Facebook và những bạn mà đã tham gia mua bí chữa lạnh Cho nên các bạn vẫn còn nhiều cơ hội Một lần nữa chúc mừng những người nào mà đã trúng thưởng ngày hôm nay Và cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia một sự kiện đầy ý nghĩa này Chúng ta đã bước qua năm thứ bảy rồi, một năm sẽ tràn đầy sôi động và rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thuận Capital trong vòng bao nhiêu năm qua. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách đã bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác cho các bạn như thế cho bạn hình. Nếu bên nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi. Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của thuận capital thì như bạn có đã biết là thuận đang gây dựng một cái kênh thuận capital short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.